Hello, xin chào tất cả mọi người nhé. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng trở lại với map thường. Và đây là phiên bản quốc tế nha. Dạo gần đây thì anh em cứ bảo mình chơi cái map sa mạc nhiều quá, nó nhàm chán. Hôm nay thì mình sẽ quay lại với map thường. Và mình chơi lại cái phiên bản quốc tế xem còn đông người Việt Nam không. Những cái server ASEAN này hình như là cũng 80% là người Việt Nam hết rồi. Và hôm nay thì ở cái đường bay này chúng ta sẽ vào Pochinki. Cái giọng mình bị ốm nên nó hơi bị khắc khắc một tí, anh em cũng thông cảm nhá. Vâng, bị ốm rất là mệt người nhưng vẫn cố gắng ra clip cho anh em xem. Ok, mà chắc chắn thì bắn nó sẽ lệch lạc hơn bình thường. Bởi vì ốm à, mệt người. Ui dồi ôi, đồng thế. Vâng, mưa rồi. Ui dồi, vào khu mình luôn. Chất vậy. Súng đâu? Ô cái định mệnh nữa. Vâng, ở trên phiên bản PC thì cái nhà này nó giàu lắm cơ. Trên mobile thì nó nghèo không có thể tả được. Ui dồi ôi, toàn lục thế này thì đánh đấm cái gì. Không xong rồi, chúng ta phải té thôi. Chuồn thôi. Mong cái nhà thế này có súng to. Mà cũng không cần súng phải to lắm đâu. Chỉ cần một cái khẩu súng SMG thôi cũng được. Úi dồi ôi, nó đùa tao à. Vãi cả game. Mày chắc chắn là tầng 2 sẽ có súng to này. Súng siêu to luôn. Cái định mệnh toàn phụ kiện ra ấy. Ê ôi, úi dồi ôi, mini 14 cũng được. Bằng sóc gan vãi xoài. Bằng sóc gan thì bỏ đi, chúng ta không thuộc về nhau. Bằng cái set đồ nó chán thế anh em ạ. Nó chán không còn gì hơn. Chơi luôn. Mini cũng mạnh đấy. Bằng nó vào nhà mình luôn rồi. Quả đấy may mình chạy không thì sấp mặt. Ui dồi ôi, Uzi yêu dấu. Ngon. Vâng, cầm được Uzi là vui rồi. Trận này nhảy Pochinki đông đấy nhở. Chắc là toàn người Việt Nam. Ủa cái đậu phòng nó nữa. Đạn bay đâu vậy? Úi dồi, thằng nào vậy? Cái định mệnh không nốc kìa. Cái định mệnh hai thằng 55 hai khẩu sóc gan. Gắt VL. Ok, chúng ta sẽ vào lút cái nhẹ rồi đi đẩy tiếp nha. Chắc bọn này cũng chả có súng to đâu. Ui dồi ôi, mũ 3 này. Thơm. Cũng chỉ là sóc gan với lại Uzi thôi. Chả có con khỉ gì. Nghèo rích mồng tơi. Nghèo rơi sắc mướp. Cái định mệnh bọn này toàn súng to ạ. Ok, tầm này chúng ta cứ đi dã thoải mái thôi. Súng to cỡ này mà sao phải xoắn nhỉ.
cái định mệnh đó luôn. Vãi chơi thẩm du trong nhà. Ok, thằng này cũng chả con khỉ gì. Cái éo gì vậy? Cái này thì bóp này. Ok, chúng ta sẽ bơm phun nước cái đã. Ủa, Samsu là lắm mù là cái éo gì vậy? Con thằng này có cái sở thích biến thái thế nhỉ? Vâng, sở thích biến thái thì toàn lên cao ngắm gái thôi. Và anh ấy phải nằm xuống rồi. Rất đáng tiếc. Úi dồi ôi, bạn nó ra kìa. Cái đậu xanh nó nữa. Ra đi. Có ai làm gì đâu. Vâng, người ta chỉ tương một mả đạn vào mồm thôi. Các bạn không ra thì chắc là mình sẽ qua tìm bạn vậy. Ui dồi ôi, tưởng thế nào cơ. Vẫn lòi cái bản mặt ra để bị dã một mả đạn vào mồm. Ngu người. Đâu ấy nhỉ? Xe đây rồi còn người đâu? À, ơn rồi. Hai bé của tôi đây rồi. Còn thằng nữa đâu. Công nhận 8XP này rất là khó ghim chính xác nhá. Cảm giác nó bị sao sao ấy.
mình chơi bản China nó ghim dễ hơn. Cái bản này cảm giác cái tâm 8x nó không được chuẩn xác cho lắm. Một vụ tai nạn thảm khốc đã xảy ra và thanh niên bé bé đã phải nằm xuống rồi. Thầy thiệt là khổ. Người ta chỉ đi chơi tí thôi mà. Vâng, còn đúng thằng cuối cùng. Ui dồi, nhiều đồ thế. Ủa, không nhặt được. Ui dồi, cái định mệnh nó nữa. Nó sắp chết rồi nè. Bắn gì căng vậy? Cái định mệnh nó nữa. Mấy con lợn này, chúng mày gây sự nhầm người đấy. Bố phải bỏ chạy đây. Đúng rồi. Mình đã bảo rồi, gây sự với nhầm người đấy. Ok, khu nhà không có ai. Vâng, bây giờ thì chúng ta cứ tha hồ mà củ hình bọn này luôn. Đâu rồi? Úi dồi ôi, bình tĩnh. Làm gì mà căng vậy? Vâng, chưa củ hành được người ta thì người ta đã củ tỏi mình rồi. Cạn lời. À, à, bỏ chạy này. Ừ, nãy hổ báo với ai vậy? Lầy thì hổ báo. Ui dồi ôi, nó đảo kìa. Mà có cần phải đảo như thế không? Mà mình mới tập bắn thôi mà. Làm gì mà căng vậy? Lầy thì giơ cái đầu là cho bắn này. Ui dồi ôi, 4 viên chưa nốc kìa. Cái định mệnh game. Nhìn nó đảo kìa. Trời ơi, chọc mù mắt tôi đi. Cái định mệnh. Bố mẹ éo thêm bắn nữa. Dã thằng bạn của mày. Vãi cả tây ba lô ạ. Đùa. Thanh niên chắc không còn tên gì để đặt. Ui nó trâu thế. Vẫn nóc rồi nó trâu vờ cờ lờ. Bắn cái gì vậy? Ok, clear. Vâng, cùng là người Việt Nam với nhau. Do các bạn củ hình mình quá nên mình mới củ tỏi lại các bạn thôi. Chứ mình cũng muốn bỏ đi lắm rồi. Vâng, chạy xe ngang qua nó còn dã một mả đạn vào xe. Bảo sao người ta không đứng lại được. Sorry ha.
Đức Linh. Úi dồi ôi, toàn người Việt Nam vậy. Này thì tiện xạ này, thấy bạn bị nóc còn không cứu, bạn bè như cái quần què, chết là phải rồi. Ơ, bị cái gì vậy? Thôi xong rồi, 18 kill của tôi. No. Ôi may quá, vẫn chưa chết anh em ạ. Mà sao giật giật thế này? À, đây rồi. Chúng ta sẽ kết liễu nó bằng bom cho nó nhanh gọn và không gây tiếng ồn nhá. Ơ, cái đậu xanh. Ơ, à, mình không được kill. Vãi cả game ạ. Đùa. Vâng, nó chết do tự sát chứ không phải là chết do quả bom của mình. Khốn nạn thế. Không biết thế, lôi súng là bắn cho nó nhanh. Vâng, bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với tình huống 1v1. Định mệnh thanh niên chơi ngồi trong nhà. Ok, top 1. Rồi chơi mình sẽ kết thúc clip tại đây thôi. Tí nữa thì mất bà nó top 1 rồi. Tự dưng mất mạng.